nổi tiếng lắm rồi đấy. Đây người nổi tiếng rồi đấy. Đang quay gì mới không? Củ lộc vừng nghe chưa? Nói chung là hôm nay là quay tất chứ những cây mình thích. Mình không thích có thể là người khác thích các bạn. Đấy, ôi giời. Quá mình rồi. Tùng là 3 tiền đấy chị. Tùng là triệu 2. Ông xã ngồi trên kia không? Hay ngồi cùng ở dưới chợ không phải? Đấy thì ngồi chung ô ở dưới chợ. À đây à? Ừ. Cái ô đấy thì dưới thì toàn hai người chung, một ô, hai người chung ô mà. Dưới phải cũng phải đóng tiền thì đúng không? Có chứ. Thế còn cây này? Cây 2 triệu. Còn cây chuối này? Mai này chợ đúng không nhỉ? Không phải không nhỉ? Mai. Ở trên này hôm ấy chị lên hôm không nhỉ? Ở đây nhá. Hay đi làm qua đây. Giới thiệu cây này là cây của ai ở đâu à. Biết đấy à, biết hết à, về, có ông ra bảo tôi suốt ngày lên cây. Ông xem nhưng ông mê ông xem suốt ngày có thể à, ông biết chỗ mà ông già mua. Nhiều người không biết đâu, ở xa không biết đâu. Hoặc là ở quanh đây không biết à, thế à? Tự nhiên lò mò này xem phim mới biết à. Đấy. Ghê nhỉ, cái này đổ ghê nhỉ. Cái này bao tiền? Tàu này hôm trước chị bảo bao tiền nhỉ? 2,5 triệu. Hai triệu rưỡi.
đấy. Cái xếu có cao là bán rồi nhỉ? Chưa. Chưa. Để nhà. Không mang đi à? Cái cao cao của tử đấy nhỉ? Dạ. Cái cao cao của tử đấy nhỉ? Vâng. Hôm nào cái thằng nó cứ hỏi. Này nhìn như con cóc ấy. Xéo đây. Xéo. Xéo 1,2 triệu đây. Hay phết đấy. Cối này bao tiền chị? 2 triệu. Hai triệu. Đấy, sừng cá. Sừng cá. Đây là đây này.
hay hay nhỉ. Bán hoa này dễ hơn bán cây đấy. Bây giờ lại các bác ngày nay để chơi bán thuốc nha, nếu mà các bác nào ra nha.